Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc iPod được săn đón nhất tại 24 giờ store, đó chính là iPod Gen 10. Vậy thì iPod Gen 10 còn làm được những gì, cũng như là ai nên mua iPod Gen 10? Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với 24 giờ store. iPod chính hãng Việt Nam tại 24 giờ store cam kết giá rẻ chấp hết, ở đâu rẻ hơn hoàn tiền chênh lệch. Một trong những điểm làm iPod Gen 10 rất đáng mua đó chính là thiết kế. Chúng ta sẽ có thiết kế phẳng nhìn hiện đại hơn, cao cấp hơn và đẹp hơn rất nhiều so với iPod Gen 9 trước đó. Bên cạnh đó các bạn còn có rất nhiều màu sắc để thoải mái lựa chọn theo sở thích. Đến phần màn hình thì có một điểm mình phải nói rõ với mọi người. Đó chính là nếu các bạn nhìn kỹ từ góc nghiêng thì sẽ thấy có một khoảng hở giữa lớp hiển thị và lớp kính bên trên. Điều đó sẽ khiến hình ảnh không được nổi, nhìn không được đẹp bằng những chiếc iPad Air hay là iPad Pro khi mà tất cả những lớp màn hình được ép sát lại với nhau. Nhưng thật ra khi đã quen rồi thì đây vẫn là một màn hình chất lượng với đa số người dùng. Lên Gen 10 thì Apple đã loại bỏ đi nút Home, thay vào đó là cảm biến vân tay sẽ được tích hợp luôn bên trên nút nguồn. Hơn nữa các viền màn hình đã được làm đều nhau, nhìn sơ qua thì giống y chang như là iPad Air 4 E5. Tấm nền Liquid Retina IPS LCD, độ phân giải là Full HD Plus và mật độ điểm ảnh là sấp xỉ 264 BPI. Theo mắt nhìn của mình thì nó đủ nét để các bạn không cảm thấy rỗ hay là gây khó chịu. Màu sắc tuy có sự chênh lệch nếu ví dụ như là so sánh với iPad Air 4, nhưng nếu xét trong tầm giá này thì nó vẫn đủ để cho các bạn có những trải nghiệm tốt khi là xem phim, chơi game vân vân. Độ sáng 500 nits cũng là đủ để dùng trong nhà, còn nếu đem ra cà phê ngoài trời thì nó sẽ hơi khó nhìn một chút. Tần số quét 60Hz cũng rất mượt mà và ổn định, các bạn cũng không thể đòi hỏi quá nhiều với mức giá này. Camera trước của iPad Gen 10 đã được chuyển lên cạnh bên như thế này. Nhờ vậy khi video call thì gương mặt của các bạn sẽ nằm chính giữa khung hình và mắt của chúng ta sẽ nhìn thẳng vào camera chứ không bị lệch qua một bên như hồi trước. Độ phân giải 12MP cũng là độ sắc nét để mọi người có thể thoải mái video call, học tập, làm việc online. Cấu hình cũng là một điểm mình rất thích trên iPad Gen 10. Chúng ta sẽ có con chip A14 Bionic như trên iPhone 12 Pro Max. Ở thời điểm này thì đây không phải là một con chip quá mạnh, nhưng mà nó vẫn đủ để đáp ứng mượt mà những nhu cầu hàng ngày của mọi người. Ví dụ như là các bạn có thể học tập, lướt mạng xã hội, xem phim hay là chơi game. Nếu so với iPhone 12 Pro Max thì iPad Gen 10 thậm chí còn ổn định hơn, bởi vì máy lớn hơn nên là cho khả năng tản nhiệt tốt hơn. Nhờ vậy mà các bạn có thể thoải mái cày game trong thời gian dài. Như mình đã chơi tốc chiến với bạn bè nguyên cả buổi tối tầm khoảng 4-5 game, nhưng mà máy vẫn rất là mượt mà, không có dấu hiệu bị quá nhiệt dẫn đến hiện tượng giật lag hay là drop FPS. Tại thời điểm này mà iPad Gen 10 còn làm được như vậy thì thực sự là không thể nào mà chê được. iPad Gen 10 mình đã thử thực tế và nó có thể on screen tầm khoảng 7-8 tiếng với những tác vụ cơ bản. Còn nếu chơi game nhiều thì thời gian đó sẽ giảm xuống tầm khoảng 5-6 tiếng. Tổng kết lại, những ai đang tìm cho mình một chiếc máy tính bảng giá rẻ để phục vụ cho công việc hay là học tập thì iPad Gen 10 là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Rồi các bạn nghĩ sao về iPad Gen 10 thì là ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của 24 giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.